chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về một dòng xe nhỏ gọn và tầm tiền cũng nhỏ. Đó chính là Suzuki Stradio 2020. Suzuki Stradio đã được Việt Nam phân phối chính thức mẫu xe hatchback cỡ nhỏ bắt đầu từ năm 2018, có hai phiên bản số sàn là Stradio 1.0 MT và số tự động Stradio 1.0 AT, xe được nhập khẩu chuyên chiếc nguyên chiếc từ Thái Lan. Suzuki Stradio tại Việt Nam cũng có giá chính thức của hai phiên bản số sàn và số tự động đều rẻ hơn với Hyundai i10 bản tương ứng khá nhiều. Với phiên bản số sàn là có mức giá trước bạ là 329 triệu và tại Hà Nội sau trước bạ là 393 triệu và số tự động là 359 triệu. Sau trước bạ là 427 triệu. Về Suzuki Stradio 2020 là mẫu xe hatchback nằm 5 chỗ ngồi dành cho đô thị City Car thuộc phân khúc hạng nhỏ hạng A của hãng xe Suzuki Nhật Bản, ra mắt lần đầu vào tháng 1 năm 2014. Stradio là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Kia Morning, Hyundai i10, Ford Figo, Honda Piero, Toyota Vigo. Hiện tại, Suzuki Stradio được sản xuất tại các nhà máy Suzuki Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan. Về thông số kỹ thuật của Suzuki Stradio 2020, về nguồn gốc của nó là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, động cơ là chạy bằng xăng 1.0 lít 3 xi lanh, dung tích xi lanh là 998cc, công suất cực đại là 68/6000, mô men xoắn tối đa là 90 Nm/3500 rpm, hộp số là 5MT và CVT, dẫn động cầu trước kích thước tổng thể là 3600 x 1640 mm, chiều dài cơ sở là 2425 mm, khoảng sáng gầm xe là 145 mm, bán kính vòng quay là 4,7 m, bánh xe là 165/70R14, tải trọng là 800 kg, số chỗ ngồi là 5, dung tích bình xăng là 35 lít. Xe bao gồm có màu xanh, màu đỏ, màu bạc và màu trắng. Về ngoại thất của Suzuki Stradio 2020, về phần đầu xe, Stradio nổi bật với phần đầu xe có bộ lưới tải nhiệt bao gồm các khe hút gió lớn cùng với hai thanh gang mạ chrome sáng nổi nối liền với hai cụm đèn pha. Nắp capo ấn tượng với đường gân dập đổi, cụm đèn sương mù nằm sâu trong hốc hút gió cản trước mở rộng. Về phần thân xe, sở hữu kích thước một mẫu xe đô thị điển hình với chiều dài 3600 mm, chiều rộng 1600 mm, chiều cao 1540 mm, chiều dài cơ sở là 2425 mm, khoảng sáng gầm xe là 145 mm. Những thông số này khá tương đồng với Kia Morning, Hyundai i10 hay Chevrolet Spark. Về phần đuôi xe và hông xe trong cùng một góc chụp, cụm đèn hậu ở phía sau một mảnh nằm gọn gàng ở hông xe. Về phần ngoại thất của xe Suzuki này khá là đẹp so với chất lượng và giá thành. Về nội thất của Suzuki Stradio 2020, nội thất của Suzuki Stradio 2020 với tông màu đen, ghế lỉ trang bị tiêu chuẩn, điều hòa hai chiều chỉnh bằng tay đi kèm với là khóa trung tâm, cửa sổ điện. Về bảng táp lô Suzuki Stradio 2020 với hệ thống điều hòa chỉnh tay, hệ thống âm thanh giải trí 2DIN với 4 loa khá đơn giản với đầu CD radio, CD USB và AUX. Nếu đem so sánh thì hai đối thủ Hyundai i10 Grand và Kia Morning dùng màn hình màu cỡ lớn. Về phần vô lăng của Suzuki với thiết kế 3 chấu không bọc da và không có các nút điều chỉnh tích hợp vào cả, xe có được hỗ trợ trợ lực lái điện. Về nội thất khoang sau, nội thất của Suzuki Stradio 2020 khá nghèo làn, tương tự như Toyota Vigo và thua kém nhiều so với các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Về động cơ của Suzuki Stradio 2020 được trang bị động cơ 3 xi lanh dung tích 1.0 lít, công suất tối đa 68 mã lực, mô men xoắn cực đại là 89 Nm, tích hợp với công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe, hệ dẫn động cầu trước kết hợp cùng hộp số tự động phu cấp CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Stradio chỉ mất 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường 20 km, tương đương 5 lít trên 100 km. Tính năng an toàn chỉ ở mức vừa đủ, gồm hệ
thống trợ lực điện, phanh ABS, hai túi khí an toàn phía trước, cảnh báo, cửa âm thanh, dây đai an toàn. Em mong rằng những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể một phần nào đó giúp anh em có thể cân đối là có lên rước em này về hay không. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.